khi Thúy Hồng trở ra thì tiếp được tờ thông cáo của quan huyện nói rằng chiều hôm ấy sẽ thẩm vấn lại Ngọc Lâm một lần nữa, mong Thiên Hoa Am sẽ cho người đến dự thính. Thúy Hồng không dám nấn ná, vội cáo từ Ngọc Lâm rồi về ngay Thiên Hoa Am báo tin cho giác chúng và tất cả mọi người trong chùa hay. Tin giác chúng đích thân lên huyện đã đến tai Ngô Sư Gia. Sau khi biết tin Ngọc Lâm đã tự nhận tội giết người, Ngô Sư Gia rất là hài lòng, tức khắc ông ta tìm cách ngăn cản không cho giác chúng và tự nguyện đi thay nàng. Giác chúng thấy Ngô Sư Gia xin đi thay, trong lòng nàng cũng mừng thầm, vì cho rằng dù sao thì Ngô Sư Gia tới phút cuối cùng cũng tỏ ra mình có lòng giúp người. Nàng bèn đem ý định của mình dặn dò Ngô Sư Gia, ông ta cứ luôn mồm vân vân dạ dạ. Chiều hôm ấy, trong tòa công đường Nghi Hưng, người ta nhận thấy có quan huyện họ Lưu, Ngô Sư Gia, mấy viên lục sự và mấy chú lính lệ. Ngọc Lâm đứng giữa công đường với thái độ rất thản nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi. Quỳ nhỏ thầy Ngọc Lâm, tất cả những lời cung khai của thầy hôm qua đều là sự thật. Vâng, hoàn toàn là sự thật. Tại sao thầy giết nó? Thì tôi đã nói tất cả ngày hôm qua rồi. Giết người tất nhiên phải đền mệnh, thầy không sợ chết sao? Không phải là vấn đề sợ chết, mà là vấn đề nhân quả báo ứng. Thầy có trối trăng điều gì không? Tôi không trối trăng với ai điều gì cả. Tuy nhiên tôi chỉ có mấy lời muốn dặn dò ngài, có được hay không? Thầy muốn dặn điều gì? Vâng, sau khi tôi chết rồi, tôi xin ngài đừng cho công bố bản án này. Mà giả sử ngài có công bố thì xin ngài đừng dùng danh từ sư. Ý thầy muốn trên bản thông báo viết tên thầy chứ không dùng chữ sư. Vâng. Đây là tội nghiệp của cá nhân tôi. Sư là tiếng xưng hô chung cho đoàn thể xuất gia thanh tịnh cao khiết. Tôi không muốn cho người ta biết sư giết người. Nếu như vậy tôi sẽ mang tội với Phật giáo. Vả lại, làm việc này mang chữ sư thì khiến người đời họ đối với các sư sinh tâm khinh ghét mà tự chuốc lấy tội nghiệp. Tâm địa thầy tốt lắm, tôi quyết định sẽ làm theo ý muốn của thầy. Thầy còn nói gì nữa không? Không. Một người tỳ nữ trong quý phủ đã bị giết và hung thủ đã chịu đền mệnh. Vậy Ngô Sư Gia, ngài nghĩ như thế nào? Tội đáng chết, mới xứng đáng lắm mà. Quỳ võ. Hiện giờ tể tướng không có đây, tôi xử như thế, lỡ sau này ngài có phàn nàn gì không? Không sao, không sao. Thế tại sao tiểu thư cứ muốn phủ nhận tội trạng của Ngọc Lâm? Là vì tiểu thư đã đi tu, không nỡ thấy người đồng đạo chịu tội. Đó hoàn toàn là tình cảm của đàn bà, chúng ta không thể vì thế mà bỏ phép nước được. Hay lắm, phải làm đúng phép. Thôi giải tán. Ngay lúc ấy thì Ngọc Lam ngất ngưỡng bước lên thềm nhà, miệng nói huyên thuyên. Quan uổng, cõi đời này toàn là trò quan uổng thôi. Giọng quan huyện phẫn nộ. Ông là sư ở đâu đến đây? Tôi là Ngọc Lam, sư huynh của Ngọc Lâm. Tôi yêu cầu quan huyện hãy mau thả cô em tôi ra đi. Tại sao? Vì chú ấy không phải là hung thủ. Như thế ai là hung thủ? Hung thủ ngồi ngay bên cạnh của quan huyện đó. Nè sư huynh à, sư huynh đừng có không can gì đến chú. Sư huynh à, nè cái thằng sư kia đã xây rượu vào trong quỷ đường chạy thử đi ai hả? Nè mày nói láo à? Tôi chỉ ông đó, chính ông là thủ phạm đã giết chết Thúy Ngọc. Quan huyện à, cái lão sư này tôi nghĩ nó điên rồi. Thiệt. Ở đây nè, hỏi ông quan huyện đi, cái tên Ngọc Lâm này á, em của nhà ngươi giết người có đầy đủ bằng chứng. Dạ là chính Ngọc Lâm hắn cũng đã thú nhận rồi. Hỏi quan huyện đi, phải không? Quan huyện trả lời đi. Có phải nhà sư loạn óc không? Sao ông dám cả gan vu khống cho người trong tướng phủ? Thiệt kỳ á. Ngọc Lâm giết người có bằng chứng hẳn hòi. Đúng vậy đó, không sai đâu. Hơn nữa, chính Ngọc Lâm cũng đã thú nhận. Pháp luật không phải để bảo vệ những kẻ quyền cao chức trọng nè, mà hiếp đáp dân lành. Tôi không loạn óc, rất tỉnh táo và sáng suốt. Tôi cũng không dám vu khống cho người trong tướng phủ. Chém bại đầu. Tôi nói thiệt đó, những bằng chứng ấy người ta có thể bày đặt được đó. Nè, đừng có thế. Ông có thể đưa ra những bằng chứng nào khác không? Đúng vậy đó quan huyện. Thưa quan huyện, ngài nên biết rằng Ngô sư gia ghen ghét với đệ sư đệ của tôi á là Ngọc Lâm. Ông ta sợ Ngọc Lâm á là mất ảnh hưởng của ông ta tại Thiên Hoa Am.
ông ta bèn lấy trộm chuỗi tràng của Ngọc Lâm đặt vào trong tay của nạn nhân. Có biết chuyện rồi lấy tất cả tiền bạc và đồ nữ trang của nạn nhân bọc vào gói cà sa của Ngọc Lâm. Lúc Ngọc Lâm ngủ, ông ta lén lên để mà lấy trộm chuỗi tràng và đánh rớt tẩu thuốc phiện. Hiện giờ còn nằm ở dưới chân giường Ngọc Lâm. Nếu ngài không tin lời của tôi, lập tức phải phái người đến tìm mới được. Nè 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 nè, cái tên sư đi kia, Mỹ là cái ngậm máu của người. Rồi sao? Hả? Mỹ đánh cắp cái chiếc tổng của ta ở dưới chân giường để vua hoàng giá hoại như khác. Tội Mỹ đáng banh tay đó, banh tay bây giờ nha. Tuy mồm nói như vậy nhưng mà trong bụng Ngô Sĩ Gia thấy hoảng sợ, vì suốt hôm qua tới bây giờ ông ta tìm mãi vẫn không thấy chiếc tẩu của mình đâu cả. Ngô Sĩ Gia, người không nên chối cãi. Ta chưa từng đặt chân đến cửa Thiên Hoa Am bao giờ. Nè 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 nè, thưa quan lớn, thưa quan huyện anh mình, tôi yêu cầu quan huyện hãy trị tội cái tên nhà sư điên điên khùng khùng thiệt là nặng tôi mới chịu đó nghe. Ngươi cười cái gì hả? Ta không cười, ta nói cái gì mà trị tội của ta hả? Đúng vậy, các người tưởng đâu ta cũng là một sư đệ hả? Chứ là gì nữa nè, lúc này các người có bắt được Ngọc Lâm mà chặt đầu cũng được, chú ấy sẽ không kháng cự. Chắc vì chú ấy tu theo hạnh nhẫn nhục. Còn ta vì muốn dẹp trừ bọn ma quỷ độc ác mới hiện thân tu hành. Ngô Sĩ Gia, con dao của người dùng để giết đứa tỳ nữ người vẫn còn giấu trong cái đường của người. Mảnh giấy mà người nhà ngươi ghi những kế hoạch và mưu hại Ngọc Lâm hiện giờ phút này còn nằm trong túi áo của nhà ngươi. Tôi yêu cầu quan huyện hãy lập tức khám túi của Ngô Sĩ Gia đi. Khám đi. Quan huyện đưa mắt nhìn mấy người lính lệ rồi hất hàm. Họ đến vạch túi áo Ngô Sĩ Gia, móc ra một tờ giấy. Đi ra. Quả nhiên không sai, quan huyện thấy toàn kế hoạch mưu hại Ngọc Lâm được ghi trên tờ giấy đó. Quan huyện cái tờ giấy này tôi đốt đó ngay lúc bấy giờ rồi mà. Đốt hả? Sao vậy? Hả? Tờ giấy nhà người đốt á là tờ giấy trắng. Giữ hủ đâu? Thôi. Trói hắn lại. Dạ. Quan huyện vừa dứt lời thì lập tức mấy người lính lệ đến trói Ngô Sĩ Gia đem hạ ngục. Đứng đi vô ngục. Trói nó lại. Vốn nó. Cứu tôi. Thầy Ngọc Lâm. Dạ. Thầy là một vị sư trẻ tuổi, thầy không giết người mà tại sao thầy tự nhận lấy nỗi oan uổng ấy? Kìa Ngọc Lâm. Trời ơi, quan huyện hỏi tại sao chú không chịu nói. Xin ngài hãy giảm tội cho Ngô Sư Gia. Sự dư mấy phạm tội là tại vì tôi, còn tôi tự nhận lấy tội là vì tôi thấy rằng Phật Pháp là đạo cứu người chứ không có hại người. Chúng tôi xuất gia tu hạnh Bồ Tát, chỉ biết hy sinh chính mình để mà cứu giúp chúng sinh, đâu dám tiếc thân mệnh để mà hại chúng sinh chứ. Thật là cao cả, chỉ một chút nữa tôi đã làm hại một người hiền đức rồi. Quan huyện lại tuyên bố giải tán, ra lệnh giam Ngô Sư Gia vào căn phòng Ngọc Lâm đã bị nhốt mấy hôm trước, đồng thời mời hai anh em Ngọc Lam và Ngọc Lâm tự vào tư dinh ngồi uống trà. Quan huyện, Ngọc Lam và Ngọc Lâm ngồi trên những chiếc ghế da hổ. Hạ quan muốn quy y Phật Pháp, tôn hai đại sư làm thầy, sau này mong hai đại sư chỉ dạy cho, không biết hai đại sư có bằng lòng không? Không dám, bần tăng không dám, bần tăng xin cáo từ. Đó là lòng thành thực của hạ quan. Vì làm quan vốn phải che chở cho dân lành, song làm quan cũng thường oan khuất người hiền. Từ nay trở đi, tôi không dám làm những việc trái với lương tâm. Pháp luật là phương pháp để đối phó với tội ác, song tôi đã từng thấy rằng những người đặt ra pháp luật đã không giữ đúng pháp. Trên thực tế, pháp luật không phải là một phương pháp hay nhất để đối phó với tội ác, mà chính pháp mới là pháp luật hoàn hảo nhất. Những người tu theo Phật Pháp cao cả hơn những người đặt ra những luật pháp rất nhiều. Xin hai đại sư đừng bỏ chúng tôi. Phật Pháp mới là luật pháp hoàn hảo nhất. Ba người nói chuyện với nhau rất là hợp ý.
Y biết được đích danh thủ phạm lại là Ngô Sư Gia, mọi người cảm thấy sung sướng, vừa ân hận. Sung sướng vì thấy kẻ làm ác thì chịu quả báo, nhân quả rõ ràng, còn ân hận vì họ không ngờ Ngô Sư Gia lại là con người hình người lòng thú như vậy. Giác chúng rất cảm động, nhất là khi thấy Ngọc Lam, nhưng Ngọc Lam thì chỉ cười khà rồi kéo áo Ngọc Lam mà nói: Sư đệ à, dạ. Bây giờ trở về sùng ân, từ nay về sau thanh danh của chú sẽ lừng lẫy muôn phương, tôi không thể nào bị kịp chú được. Chú còn dặn dò gì với các cô ấy không? Sư huynh à, hãy đợi tể tướng về để xin người tìm cách cứu Ngô Sư Gia cái đã. Thôi đi, đó là việc của họ, chú không phải bận tâm. Giờ phút chia ly mới thấm thiết làm sao. Khi Ngọc Lam và Ngọc Lâm lên đường, giác chúng và mọi người trong Thiên Hoa Am đều rưng rưng ngấn lệ tiễn họ ra khỏi cửa am, đứng nhìn họ khuất bóng mới trở về. Chào, chào, hẹn gặp lại. Sau khi trở về chùa Sùng Ân được ít lâu, Ngọc Lâm thấy lòng mình rộn rã. Thầy tự nghĩ là đất nước rộng bao la, dân đông đúc, cứ giam mình trong ngôi chùa cổ thâm u hẻo lánh, làm sao tiếp xúc được với đại đa số dân chúng. Thầy cũng nghĩ nhiệm vụ người xuất gia đã là hoằng pháp lợi sinh, thì phải trau dồi trí tuệ, bồi bổ tinh thần, nếu không hoằng pháp lợi sinh bằng cách nào. Nghĩ vậy, Ngọc Lâm nảy ra ý tưởng đi chu du cầu học. Chí đã quyết, Ngọc Lâm bèn gói ghém chút hành lý rồi mở cửa phòng lên thẳng tịnh thất của Hòa Thượng Thiên Ân để xin phép. Bạch sư phụ, xin sư phụ cho phép con đi các nơi tham học. Hay lắm, hay lắm. Hành trình muôn dặm, chuyến đi này cũng là chuyến đi làm rạng tỏ cho đạo. Dạ. Xong, Ngọc Lâm, con vẫn còn có nhiều nạn, con phải hết sức thận trọng mới được nhé. Bạch thầy, sau này nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh, đó là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát và của sư phụ. Còn đối với những nỗi khó khăn gian khổ mà con phải gặp, xin sư phụ đừng quan tâm. Vì đường đời gặp gành khúc khuỷu, lần này con ra đi, không biết bao giờ mới trở lại. Xin sư phụ chỉ dạy cho con một đôi điều. Thầy không có điều gì để dạy cho con cả, con hãy đến hỏi sư huynh của con. Ngọc Lâm không dám hỏi thêm, thầy cúi đầu chắp tay bái biệt hòa thượng rồi lui ra. A Di Đà Phật. Vâng lời hòa thượng, thầy đi đến chỗ của Ngọc Lâm ở. Sư huynh à, sư huynh à, sư huynh à, lại sư huynh à, nè 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 Ngọc Lâm à, đừng có làm như vậy. Tôi không dám đâu, không sư huynh à, đệ đây muốn Ngọc đi các Lâm. Nơi cầu học, đến để mà xin phép sư huynh đó. Đi đến các nơi cầu học hả? Dạ. Mà học ở đâu? Chú tu học nhiều lắm rồi mà. Chú xem tôi ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ thôi à, đâu có làm cái gì đâu. Sư huynh à, sư huynh là một bậc Bồ Tát đã vào cái địa vị vô học, cũng như là không còn cái gì để mà phải học nữa, phải không? Để đâu có dám đi với sư huynh nữa chứ. Nè, chú đừng có nói như vậy mà. Bây giờ á, chú muốn tôi đưa chú qua con sông dài ngập sóng à? Không không không, đệ đây chỉ mong sư huynh chỉ đường cho đệ ra khỏi cái bến mê mà thôi. Chỉ đường cho chú ra khỏi bến mê à? Dạ. Được, suốt đời tôi chỉ ăn với ngủ, chẳng làm gì có ích cho Phật Pháp. Bây giờ muốn giúp chú ra khỏi bến mê, bay lên bầu trời nghe. Dạ. Đây, tôi chỉ có ba cái túi này giúp cho chú. Nhưng mà sư huynh à, vậy để dùng ba cái túi này để làm gì? Chuyến này chú đi khó tránh khỏi được tai nạn, khi gặp những việc khó khăn khó giải quyết á, thì ba cái túi này có thể giúp cho chú thoát khỏi ngõ bí. Dạ. Khi nào chú gặp nguy hiểm thì mở túi thứ nhất ra, lúc đến nơi bình an thanh nhàn mà thấy khó xử thì mở túi thứ hai ra. Còn cái túi thứ ba, khi nào thấy thắc mắc về tương lai thì mở túi thứ ba ra, trong đó sẽ có cách diệu dụng vô cùng. Dạ. Tôi biết chú có trí tuệ siêu phàm, có thể biến nguy thành an, song lần này chú đi cầu học không biết đến bao giờ mới lại tái ngộ. Tôi không có vàng bạc, của cải hay vật quý giá gì cả để tặng làm kỷ niệm lúc ra đi. Tôi chỉ có ba cái túi này tặng cho chú, để chú nhớ rằng chú vẫn còn có một người sư huynh. Ngọc Lâm cáo biệt sư huynh rồi lần lượt đi từ giã mọi người trong chùa. Lúc này ai cũng kính phục thầy, khi chia tay ai cũng bùi ngùi và chúc Ngọc Lâm lên đường bình an được như chí nguyện. Năm ấy là năm Kỷ Hợi, đời vua Thế Tổ nhà Thanh là Thuận Trị Hoàng Đế năm thứ 16. Ngọc Lâm cất bước vân du. Ba tấm cà sa, một chiếc bình bát, Ngọc Lâm đi đó đây, hết bờ nọ bến kia. Một hôm khi viếng thăm chùa Cao Mân ở Dương Châu, đáp thuyền trở lại Giang Nam. Khi thuyền ra giữa dòng sông thì bỗng mây đen kéo lên dày đặc, gió táp bắt đầu thổi, sóng cuồn cuộn nổi lên, chiếc thuyền nhỏ bé nhấp nhô trên mặt nước. Tất cả mọi người đều hãi hùng.
Số là vì muốn biết rõ tình cảnh và đời sống của dân chúng nên vua Thế Tổ nhà Thanh thường cải trang như người lái buôn đi các nơi để quan sát. Và chính hôm ấy nhà vua cũng có mặt trên con thuyền đó. Gặp cơn nguy cấp, Thượng Triệu Hoàng đế cũng sợ tái người. Ông tưởng phen này phải xuống thủy cung để gặp Hải Long Vương. Trong lúc kinh hoàng, bỗng Thượng Triệu Hoàng đế nảy ra một ý nghĩ, liền hạ thánh chỉ nói rằng mình là thiên tử cầu đảo trời đất, và tuyên bố với mọi người trong thuyền là nếu ai cứu được nhà vua qua tai nạn ấy, nhà vua sẽ chia cho người đó một nửa giang sơn đất nước. Chỉ biết có thiên tử trong thuyền, mọi người vừa sợ vừa mừng rồi quỳ xuống tung hô: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhưng mà chẳng ai nghĩ được cách nào để cứu nhà vua cả. Khi đó thì lang thang thiền sư Ngọc Lâm đang ngồi trên mũi thuyền, ngồi ngay thẳng nhắm mắt, dâng trọn đời mình cho Bồ Tát Quán Âm. Trong giây lát thì Ngọc Lâm mơ màng thấy một hình tượng của Bồ Tát Quán Âm trong một đám mây, tay cầm nhành dương chi, bầu nước, mình mặc áo trắng. Ngọc Lâm quỳ xuống, Bồ Tát đưa tay chỉ vào chiếc khăn gói của Ngọc Lâm, rồi đám mây dần dần tan biến. Suy nghĩ, thầy nhớ trong khăn gói có ba cái túi của sư huynh Ngọc Lam. Ngọc Lâm tưởng lúc trao túi cho mình, sư huynh có dặn nếu gặp tai nạn nguy cấp thì trong túi đã có biện pháp giải cứu. Hiện giờ không những sinh mạng mình lâm nguy mà cả nhà vua và tất cả mọi người đều gặp khó khăn. Nói vậy, nghĩ vậy, Ngọc Lâm mở chiếc túi thứ nhất ra xem sao. Trong túi có một tờ giấy có viết hai chữ: Miễn triều. Có nghĩa là khỏi phải chầu. Xem xong, thầy chịu không hiểu là ý gì. Ngọc Lâm lại nhìn kỹ phía dưới hai chữ: Miễn triều. Điện tử qua sông, tứ hải Long Dương đến chầu, cho nên có sóng to gió lớn. Hãy lấy tấm biển, xin thiên tử viết cho hai chữ miễn triều, rồi đem treo ở phía ngoài thuyền, tự nhiên sóng gió bình lặng. Xem xong, Ngọc Lâm kể lại tất cả cho Thượng Triệu Hoàng đế. Nhà vua rất mừng, lấy bút ra tự viết hai chữ miễn triều rồi treo ngoài thuyền. Quả nhiên mây đen tan hết, mặt trời hiện ra, nước sông trở lại phẳng lặng. Hết rồi. Nhà vua rất là vừa ý, và sau đó hỏi pháp hiệu và sư trưởng của Ngọc Lâm. Thượng Triệu Hoàng đế nhìn thầy rồi cười. Ngày hôm ấy nhà vua mời Ngọc Lâm cùng về kinh, để Ngọc Lâm ở bên cung Tây Uyển. Nhà vua cũng ân hận là được gặp Ngọc Lâm quá muộn. Lúc ngộ nạn, quả nhân có hứa là sẽ chia đôi giang sơn. Hiện giờ quả nhân muốn thực hiện lời hứa đó. Thưa bệ hạ, người tu hành là người muốn giải thoát, chỉ ba tấm áo và một chiếc bình bát là đủ rồi, có làm gì cần tới đất đai. Xin bệ hạ đừng băn khoăn về điều đó. Ngày mai Ngọc Lâm tôi lại muốn lên đường vân du. Pháp sư đã từ chối việc ấy, vậy quả nhân và dân chúng trong toàn quốc xin tôn thờ pháp sư làm bậc quốc sư. Không dám. Ngọc Lâm, tôi ít phúc đức, không xứng đáng với ân sủng đó. Các bậc cao tăng trong nước còn nhiều hơn, xin bệ hạ hãy xét lại. Pháp sư tuy ít tuổi, song đạo đức và học thức đầy đủ. Trong Phật pháp có câu: căn cứ vào pháp chứ không căn cứ vào người. Nếu pháp sư không có phúc đức và trí tuệ của một bậc Bồ Tát thì làm sao có thể cứu được quả nhân thoát nạn? Không dám giấu bệ hạ, đó là hoàn toàn nhờ sư huynh của tôi là Ngọc Lam đã chỉ cách sẵn trong cái túi. Bệ hạ muốn vì dân, vì nước mà tìm thầy, trước hết nên tìm đến sư huynh của tôi. Quả nhân có duyên với pháp sư, mong pháp sư đừng từ chối. Thấy Thuận Trị Hoàng đế quá thành khẩn, hơn nữa vì tương lai của Phật giáo và tăng độ nên cuối cùng Ngọc Lâm đành phải nhận. Sau khi được Ngọc Lâm nhận lời, Thuận Trị Hoàng đế hạ chiếu chỉ cho toàn quốc, trong đó kể rõ việc nhà vua thoát nạn và hạ lệnh cho nhân dân toàn quốc ngày suy tôn quốc sư, nhà nào cũng phải bày hương án để vọng bái. Đúng canh năm hôm ấy, nhà vua sẽ đích thân cầm đầu các triều thần văn võ và nhân dân đến làm lễ quốc sư. Vương Tể Tướng cũng là người đầu tiên nhận được thánh chỉ. Sau khi xem xong, Vương Tể Tướng lấy làm lạ, hết sức nghi ngờ. Ông tự hỏi không biết vị quốc sư ấy là ai. Thánh thượng cải trang ra đi mới về mấy hôm, nghe nói ngài có đem theo một vị sư trẻ tuổi về. Có lẽ nào ngài lại suy tôn vị sư trẻ ấy làm quốc sư? Vương Tể Tướng được Thuận Trị Hoàng đế cho phép vào ý kiến quốc sư trước. À thầy Ngọc Lâm. Thật là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên,
khiến vương tể tướng không khỏi có điềm đường đột. Song lần này ông biết là mình đã thất lễ, cho nên vội đổi lại câu nói. Ồ không, quốc sư, thừa tướng họ Vương xin bái kiến. Tướng gia xin miễn lễ, mời tướng gia ngồi đây. Ngọc Lâm cũng lễ phép chắp tay hỏi han và không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Nghĩ tới những chuyện đã qua, Ngọc Lâm vẫn còn lo lắng cho Ngô sư gia, cho nên lại hỏi: "Nè, tướng gia, vậy cái việc Ngô sư gia sau đó xử ra như thế nào?" "Tội Ngô sư gia đáng chết. Sau khi nhận được tin giáp chúng cho biết là sư phó bị bắt hoang, tôi vội thu xếp công việc để về Thiên Hoa Am. Xong hôm sau lại được tin nói là Ngô sư gia phạm tội. Tôi liền hạ lệnh bảo quan huyện Nghi Hưng trừng trị cho xứng đáng. Nhưng mấy hôm sau thì Ngô sư gia lâm bệnh và chết trong tù. Làm ác thì gặp ác ngay. Xong chỉ hiềm là vì tôi dùng người không sáng suốt, đến nỗi làm phiền lòng sư phó nhiều. Xin sư phó tha thứ." "Ấy cha, ấy cha, với tôi thì tôi nghĩ là vì tôi cho nên Ngô sư gia mới phạm tội." Sau đó vương tể tướng cáo từ Ngọc Lâm. Thuận Thiệu hoàng đế chọn ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản làm lễ suy tôn quốc sư. Thuận Thiệu hoàng đế gia phong danh hiệu cho Ngọc Lâm là Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Ngọc Lâm quốc sư. Sau khi được phong bái thì Ngọc Lâm quốc sư lại trở về cung Tây Uyển. Dù là được tôn làm quốc sư, nhưng Ngọc Lâm không có ý niệm cho đó là vinh dự. Trí tuệ và lòng từ bi của ngài lại tăng thêm sau khi được tôn làm quốc sư. Cái tính tình hiếu thắng ngạo nghễ của tuổi trẻ giờ đây cũng đã tan thành mây khói. Ngọc Lâm quốc sư sống một cuộc đời lặng lẽ như dòng nước chảy lừ đừ ấy. Vào khoảng nửa năm sau, một hôm nhân Thuận Tiệu hoàng đế vào thăm ngài, ngài nói: "Thưa bệ hạ, ngày mai tôi định lên đường vân du các nơi, xin cáo từ bệ hạ trước." "Quốc sư, dạ, có lẽ quả nhân có điều gì không phải. Tại sao quốc sư đi cho khổ thân vậy?" "Bệ hạ là vì vua mở nước, hùng tài đức độ, không những thương yêu thương dân như con mà đối với Phật pháp cũng hết lòng ủng hộ. Bệ hạ không có gì không phải cả. Chỉ vì tôi nghĩ đến sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh của người xuất gia, cho nên mới muốn đi các nơi hành hóa." "Vậy xin quốc sư hãy thuyết pháp trong cung đã. Khi nào pháp hội trong cung viên viên mãn, quốc sư muốn đi đâu, quả nhân xin cho người hộ tống." "Dạ." Ngọc Lâm quốc sư không biết làm thế nào, đành phải ở lại và bắt đầu mở hội giảng kinh Hoa Nghiêm. Khi giảng xong bộ Hoa Nghiêm, Thuận Thiệu hoàng đế sắp đặt các đồ hành trang xếp vào mười mấy cái rương lớn và cho hơn 100 người đi theo quốc sư. "Thưa bệ hạ, bệ hạ làm thế này sẽ trái với lời Phật dạy. Ngày xưa Phật Thích Ca bỏ ngôi thái tử đi xuất gia lang thang đây đó, ngài chỉ có 3 tấm cà sa và 1 chiếc bình bát. Bệ hạ cho tôi những thứ này mang theo để làm cái gì?" "Không, quả nhân không để cho quốc sư phải mang. Đã có người đi theo quốc sư rồi." "Người đi theo à? Tôi cần người đi theo để làm gì, thưa bệ hạ? Tôi đi các nơi để tiện hoằng pháp. Nếu mà nhiều người đi theo thì tôi nghĩ là không tránh khỏi phiền phức đó." "Vậy thì ít nhất quốc sư cũng phải cho 10 người để đi theo hầu hạ chứ." "Thưa bệ hạ, Phật dạy 3 tấm cà sa và 1 chiếc bát là đủ rồi, thì tôi không cần một người nào đi với tôi hết." Mặc dù là Ngọc Lâm quốc sư nhất định cự tuyệt, nhưng Thuận Thiệu hoàng đế vì danh nghĩa của quốc sư không thể để như vậy được. Nhà vua không nói gì thêm, chỉ cúi đầu làm lễ cáo lui. Hôm sau, Ngọc Lâm quốc sư lặng lẽ ra khỏi hoàng cung, đi bằng cách nào tuyệt nhiên không ai biết. Các thứ Thuận Thiệu hoàng đế sắp đặt để cúng dâng vẫn còn nguyên đấy. Thuận Thiệu hoàng đế biết không thể làm thay đổi được ý chí của quốc sư đối với phong cách cao khiết của ngài, nhà vua lại càng kính ngưỡng hơn. Một hôm có một nước nhỏ phương Nam đưa các đồ triều cống đến, trong đó có một chiếc quạt bằng ngà. Thuận Thiệu hoàng đế tự tay viết 4 chữ: "Như Trẫm thân lâm", có nghĩa là quốc sư đến đâu tức là trẫm ở đó, vào chiếc quạt. Đợi khi nào biết tin quốc sư ở đâu thì sẽ cho người mang đến dâng cho ngài. Vì nhà vua cho rằng nếu quốc sư mang theo chiếc quạt đó thì đi tới đâu ngài cũng sẽ được đón tiếp long trọng. Trở lại với Ngọc Lâm, từ khi rời hoàng cung, Ngọc Lâm quốc sư sống cuộc đời nay đây mai đó, một manh áo nâu, một đôi dép cỏ, vượt núi băng ngàn, dầm sương dải nắng, cất bước lang du khắp miền Giang Nam, Giang Bắc. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi khi thấy tướng mạo phi phàm của ngài, song ngài lại càng cố tỏ ra quê mùa để người khác đừng chú ý. Ngày tháng thoi đưa, Ngọc Lâm quốc sư lê gót 4 phương trời lần lửa đã 4 năm qua. Một hôm, tại một nơi hẻo lánh trời đã tối mà chung quanh không có một cảnh chùa hay làng mạc,
ngài phải nghỉ ngơi lại dưới một gốc cây. Lúc ngài đang ngồi nhắm mắt tư duy, bỗng một bọn cướp đi ngang qua thấy ngài, một tên giơ dao lên rồi nói: Ê, à, ngươi lại có tiền á, đưa cho tụi tao dày tạm một chút đi. Tôi là một người lỡ đường, tiền không có mà người cũng chẳng có gì để mà biếu các ông. Xong nếu mà các ông chịu chấp nhận lời yêu cầu của tôi sẽ cho các ông một vật rất là quý giá. Nè, yêu cầu gì? Nói mau. Tôi yêu cầu là các ông từ nay đừng có làm giặc cướp nữa. À, cái thằng này nó lao quá, quá hả? Điều đó thì không thể làm được. Không làm giặc cướp á, phải đâu làm gì? Hả? Ông là vị sư. Xin nói chồng trước nha. Chúng tôi không làm giặc cướp thì chúng tôi làm cái gì vậy? Tôi muốn là các ông phải nhận trước với tôi là các ông sẽ không làm giặc cướp. Không làm giặc cướp à? Cầu ông ơi, chúng cho chúng tôi ăn thôi. Bảo đảm cái gì đây? Dám bảo đảm hay không? Tôi có một thỏi vàng nặng chừng 2-3 cân. Vàng tôi bay ơi. Nếu mà từ nay các ông đừng có đi ăn cướp thì tôi sẽ cho các ông đem về bán đi, lấy tiền làm vốn buôn bán mà sinh sống. Nè, đừng có làm cái nghề tội ác ấy nữa, như vậy không phải là sung sướng hơn hay sao? Tôi bay. Vậy thì tốt lắm á. Ông đưa liền đi. Tôi nhận liền. Đây nè, tôi cần căn dặn trước với các ông là khi nào mà đem bán cái thỏi vàng này thì phải cạo cái chữ trên mặt đi đã. Đó là lòng tốt của tôi bảo mấy ông biết trước vì tôi không muốn các ông phải liên lụy. Cảm ơn cảm ơn nha. Khi bọn cướp hứa sẽ không ăn cướp nữa, Ngọc Lâm quốc sư hoan hỷ đưa con dấu quốc sư có khắc mấy chữ Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Ngọc Lâm quốc sư cho bọn cướp. Ngài tự nghĩ dùng thỏi vàng ấy làm cho mấy chục người không còn gây tai hại cho xã hội, không cướp bóc những người khách đi đường, thế là đáng giá lắm rồi. Ngọc Lâm quốc sư sau khi đưa thỏi vàng lại ngồi yên lặng dưới gốc cây như không có gì xảy ra.